Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 của nhiều địa phương trên cả nước đã bàn giao hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương. Tại Lâm Đồng, 12 hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 132 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được Sở Nội vụ bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hồ sơ tiếp nhận đầy đủ, bảo đảm theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Cùng ngày tại Gia Lai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó có 6 người là dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử, 4 người là phụ nữ và 1 người dưới 40 tuổi. Tại Yên Bái, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn tất. Nhiệm kỳ này, Yên Bái được phân bổ chỉ tiêu bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa 15 và 56 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền tới cử tri và nhân dân về kết quả các hội nghị hiệp thương, danh sách tiểu sử những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.